Thực hư việc ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vì lý do sức khỏe. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam có thể xem xét cho ông Nguyễn Viết Dũng, người bị tố hành hung nhân viên sân golf tự rút đại biểu Hội đồng Nhân dân theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vì lý do sức khỏe. Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị tố hành hung nữ nhân viên sân côn, lãnh đạo thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện chưa có kết quả kiểm tra, xử lý về mặt đảng đối với ông Dũng. Các cơ quan liên quan phải làm việc với Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về kết quả điều tra và sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ vi phạm như thế nào để có hướng xử lý tương thích theo quy định của đảng. Về phía Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng có đề đạt nguyện vọng xin thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đơn chính thức từ ông Dũng về việc xin thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân vì lý do sức khỏe. Ông Thanh cho biết thêm, theo quy định, nếu không truy tố thì không có đình chỉ, bãi miễn tư cách đại biểu đối với ông Dũng, nhưng Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể sẽ xem xét cho ông Dũng tự rút theo nguyện vọng cá nhân nếu có thông tin chính thức từ ông Dũng. Thông tin mới nhất, cơ quan công an không khởi tố vụ án liên quan đến vụ ông Nguyễn Viết Dũng do vụ việc này không cấu thành tội phạm. Để làm rõ hơn về vấn đề này, báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Tuấn, văn phòng luật sư Đỗ Thành Nhân, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Thưa luật sư, ông có nhận định gì về việc công an quyết định không khởi tố vụ án liên quan tới ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị tố hành hung nữ nhân viên sân golf gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua? Căn cứ vào các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, lời trình bày của ông Nguyễn Viết Dũng trong báo cáo với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, có thể thấy việc gây thương tích của ông Dũng với nhân viên sân golf NAL là có thật. Vết thương của chị NAL được xác định ở vùng mặt, nhưng chỉ xây sát bên ngoài nên cơ quan cảnh sát điều tra có thể điều tra theo hướng xác minh hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mặt khác, chị NAL, nhân viên sân golf thông qua báo chí, trình bày là mong muốn sự việc dừng lại trong êm đẹp nên có thể đã gửi đơn bãi nại, đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự đến cơ quan điều tra. Theo quy định tại khoản 1, Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. Cơ quan cảnh sát điều tra qua điều tra, làm rõ và xác định hành vi của ông Nguyễn Viết Dũng là không cấu thành tội phạm chứ không phải không có sự việc phạm tội xảy ra. Vậy nên, có thể cơ quan điều tra sẽ ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi của ông Dũng theo quy định. Có nhiều ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Viết Dũng không đủ tư cách làm đại biểu của nhân dân. Ông nghĩ sao về vấn đề này và việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ được thực hiện khi nào? Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015, được bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019, thì đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu phải có những tiêu chuẩn như trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Còn tại khoản 1, Điều 102 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định, đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ bị bãi nhiệm khi không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Việc bãi nhiệm do Hội đồng Nhân dân hoặc cử tri thực hiện theo quy định.